Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cáo buộc Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm nghìn đô la có phải là tội danh cuối cùng hay không. Mới đây, Công an Thái Bình đã bổ sung thay đổi tội danh với cựu đại biểu Quốc hội, nguyên phó ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo giới quan sát, điều này cho thấy sự lúng túng trong việc tìm các chứng cứ buộc tội của Công an tỉnh Thái Bình. Ban đầu, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố và bắt giam khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng với tội danh cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Dù bằng những chứng cứ để kết tội ông Nhưỡng rất mờ nhạt, thiếu tính thuyết phục, nhưng cuối cùng họ vẫn bắt ông. Ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vào ngày 26 tháng 12, tờ báo Lao động đưa tin với tiêu đề ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Bản tin cho biết trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung, quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi. Theo quy định tại khoản 4, điều 358 Bộ Luật Hình Sự, quyết định đã được Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Trước đó vào ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị phối hợp rà soát cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển kèm theo kết quả xử lý trả lời từ tháng 7 năm 2016 cho đến nay do ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký để phục vụ công tác điều tra đối với vụ án liên quan tới ông Nhưỡng. Từ yêu cầu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phát hiện hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký trên cương vị đại biểu Quốc hội và phó trưởng ban dân nguyện. Trong đó có một vụ liên quan đến vụ án tranh chấp giữa công ty cổ phần cảng Quy Nhơn và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền lên đến 53,4 tỷ đồng. Từ đó, một số đồn thổi vô căn cứ cho rằng ông Nhưỡng có thể dính trong vụ này với nghi vấn là lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Việc điều tra bổ sung cộng với việc truyền thông nhà nước đưa tin mập mờ, không rõ và nhất quán là lý do ngay từ đầu phản ứng của dư luận cho rằng vụ bắt bớ ông Lưu Bình Nhưỡng là một âm mưu chính trị nhằm triệt hạ nhau giữa các phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tại diễn đàn Quốc hội vào khóa 14. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban này đã quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng với ông Lưu Bình Nhưỡng. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị xóa sổ ông Nhưỡng xuất phát từ bên ban lãnh đạo cấp cao nhất là có thật. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định là vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vẫn theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước. Ngay sau đó, theo thông tin trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quá trình điều tra mở rộng đối với bị can Lưu Bình Nhưỡng với đầy đủ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ để xác định thông qua hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác, bị can Lưu Bình Nhưỡng đã trục lợi số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la. Phản ứng của công luận cho rằng Công an tỉnh Thái Bình vẫn theo thói quen mập mờ, không nói rõ ông Lưu Bình Nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác như thế nào đây. Và bị can Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền lên đến hàng trăm ngàn đô la là cá nhân hay tổ chức cụ thể nào, nên thông tin kể trên khó có thể thuyết phục. Theo giới quan sát, Công an tỉnh Thái Bình ngày càng bế tắc trong việc tìm bằng chứng để mà kết tội ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Nhưỡng là một tiến sĩ luật và là phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên cơ quan điều tra không dễ sử dụng biện pháp bức cung nhục hình như đối với dân thường. Vì thế, họ phải tìm ra các chứng cứ phù hợp với tội danh đúng theo quy định của pháp luật. Đây là điều không hề dễ dàng. Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Từ những phân tích kể trên cho thấy, khả năng cao có cơ quan tư pháp tỉnh Thái Bình tới đây, nếu hết cách thì buộc họ chuyển đổi tội danh để truy tố ông Nhưỡng liên quan đến điều khoản xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015. Đó sẽ là tội danh phản ánh đúng bản chất của vụ án liên quan đến những phát biểu nói thẳng, nói thật của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước Quốc hội và được truyền hình trực tiếp cho toàn dân. Những phát biểu này vốn là điều mà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức né tránh. Nên kể cả là đại biểu Quốc hội mà dám chỉ trích thực trạng chính trị và xã hội với mong muốn đất nước tốt đẹp hơn thì cũng bị hủy diệt, không thương tiếc.
Trong một xã hội độc tài toàn trị như Việt Nam hiện nay, việc cai trị thế nào hoàn toàn dựa vào ý chí của một vài cá nhân lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đó, mọi cơ chế, điều chỉnh và giám sát quyền lực nhà nước sẽ bị Đảng vô hiệu hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cáo buộc Lưu Bình Nhưỡng trục lợi số tiền hàng trăm ngàn đô la có phải là tội danh cuối cùng hay không? Vì ai và vì đâu lực lượng còn Đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng như hiện nay? Người Việt Nam thường nói không có lửa thì làm sao có khói, để chỉ ra nguồn cơn hay bản chất của một vấn đề. Như chuyện công an làm giàu bằng chạy án, điển hình là vụ Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và Thượng tá Hoàng Văn Hưng, trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã nhận 2,2 triệu đô la để chạy án trong vụ án chuyến bay giải cứu là một ví dụ. Trong những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an Việt Nam. Tình trạng các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền, với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, y như phường đầu trộm đuôi cướp đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Giả danh công an để mà lừa đảo chiếm đoạt tới gần 1 tỷ đồng. Người dân không tin nổi lực lượng nhân danh, thanh kiếm và lá chắn với trách nhiệm là đảm bảo an ninh và trật tự an toàn cho xã hội, lại để xảy ra những bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 25 tháng 12 đưa tin giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tới gần 1 tỷ đồng. Thật ra đây là chuyện quá phổ biến mà ai cũng biết, nhưng cần nêu ra để mà thấy. Việc phân biệt công an giả và công an thật là chuyện không hề dễ, thậm chí có thể là hai trong một. Nghĩa là công an Việt Nam với phường trộm cắp lưu manh chỉ là một. Theo báo Thanh Niên, Trần Thị Hạnh đã giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một gia đình tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, gia đình nạn nhân đã bị lừa 2,7 tỷ đồng. Khi gặp gia đình nạn nhân, Hạnh tự nhận mình là cán bộ công an, có thể giúp tác động để cơ quan công an nhanh chóng truy tìm đối tượng lừa đảo, lấy lại tiền. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho Hạnh, chờ mãi không có thông tin gì, nạn nhân tìm hiểu thì mới biết Hạnh không phải là cán bộ công an. Dư luận xã hội thấy rằng, trong bối cảnh xuống cấp đạo đức cũng như kỷ cương của ngành công an đã xuống cấp đáng báo động. Đến mức công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh còn biến trụ sở của công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp như báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải vào ngày 8 tháng 12 thì trách nhiệm của người dân cả tin vào công an là sao đây? Họ có thể sẽ bị lừa y hệt như những tên tội phạm. Dư luận xã hội thấy rằng vụ việc biến trụ sở công quyền trở thành nơi giao dịch mua bán đồ ăn cắp cho thấy sự vi phạm pháp luật của lực lượng công an không dừng lại ở tư cách cá nhân, mà còn là việc phạm pháp có tổ chức. Ông Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phải ra hầu tòa. Những chuyện cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm pháp luật có các hành vi của đám đầu trộm đuôi cướp, du thủ, du thực trong năm 2023 tràn đầy mặt báo của truyền thông nhà nước Việt Nam, ví dụ như Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phạm tội bắt cóc trẻ em để tống tiền tới 15 tỷ đồng. Trước đó ít lâu, ba sĩ quan công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị điều tra khởi tố và bắt giam về tội trộm cắp tài sản. Hay trong phiên tòa chuyến bay giải cứu, sự đổ tội và mạt sát lẫn nhau giữa Thượng tá Hoàng Văn Hưng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn là điều khiến lực lượng công an phải nhục nhã. Vân vân và vân vân, nhiều không kể xiết trên đất nước này. Những ví dụ cụ thể như vừa dẫn phản ánh một tình trạng xuống cấp đạo đức của lực lượng công an nhân dân, vốn được mệnh danh là lực lượng thanh kiếm và lá chắn, là một trong những điểm tựa sống còn do sự tổn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người đứng đầu lại là ông Đại tướng Tô Lâm đầy tài tiếng với cú đớp thịt bò rát vàng tại London. Cũng phải xin nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa 12, ông Trần Quốc Vượng trước đây đã từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng này cũng như của lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương. Theo đó, tờ báo Thanh Niên cho biết, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ vào năm 2020. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã từng nói rằng, nếu làm không tốt công tác cán bộ, Đảng sẽ tự lật đổ, chứ không phải do kẻ thù. Ông Trần Quốc Vượng nói nguyên văn như sau. Đây là vấn đề quan trọng,
cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi. Chẳng phải là do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình. Chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Đó là một ý kiến rất đáng để lãnh đạo Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nghiêm túc suy nghĩ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Một câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân dưới thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hai đời Bộ trưởng Bộ Công an là Đại tướng Trần Đại Quang và Đại tướng Tô Lâm lại liên tục phạm tội, thậm chí mang tính hệ thống đến như vậy? Công luận thấy rằng câu trả lời dễ dàng nhất đó là ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc dột xuống. Với những bằng chứng đã dẫn ra cho thấy đạo đức, tư cách của cán bộ chiến sĩ công an đã ở mức báo động hết sức nghiêm trọng. Phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tất loạn? Mà không chỉ trong nội bộ của ngành công an, cả thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị tại Việt Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự như thế. Công luận đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước thềm năm mới 2024 cần phải trả lời cho người dân được rõ vì ai và vì đâu lại để cho lực lượng con đảng, con mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vì ai và vì đâu lực lượng con đảng con mình tha hóa nghiêm trọng đến như hiện nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.